Chào các bé, hôm nay chị sẽ hướng dẫn các bé vẽ bảng Edward trong phim hoạt hình Cam Laszlo. Chúng ta bắt đầu vẽ thôi nào. Đầu tiên, chị sẽ vẽ một hình chữ nhật đứng để định hình cho bảng Edward. Bên trong hình chữ nhật, chị vẽ 4 đường thẳng đứng và 5 đường ngang. Chị vẽ những nét đơn giản cho cái nón. Bên dưới nón, chị sẽ vẽ mái tóc cho bạn ấy bằng những nét thẳng và cong. Tiếp đến, chị vẽ hai hình tròn dẹp nằm kề bên nhau cho đôi mắt thật to của bạn ấy. Thêm hai đường thẳng nhỏ tạo thành gương mặt. Bên dưới đường thẳng nhỏ, chị vẽ cái miệng bằng những nét cong như hình. Giờ thì chúng ta sẽ vẽ những chi tiết nhỏ cho hoàn chỉnh gương mặt của bạn Edward nha các bé. Sau khi đã vẽ xong gương mặt, chúng mình sẽ vẽ phần thân của bạn ấy. Đầu tiên là cổ áo, rồi thân áo. Phần chân thì chị sẽ vẽ bằng những nét đơn giản như hình. Hai cánh tay chị sẽ vẽ bằng những đường thẳng. Thêm những nét cong cho những ngón tay. Chị cũng vẽ tương tự cho cánh tay còn lại. Các bé nhớ vẽ thêm một nét cong cho cái đuôi của bạn Edward nữa nhé. Giờ thì chúng ta sẽ dùng gôm bôi đi những nét thừa và đi lại những nét chính thôi nào. Đã sẵn sàng để được tô màu rồi các bé ơi. Đầu tiên, chúng mình dùng màu vàng đất để tô cho cái nón. Màu hồng nhạt để tô cho da. Chỗ này các bé nhớ tô cẩn thận để không bị lem nha. Màu nâu đậm cho cái đuôi và đôi bàn chân. Màu
sẽ dùng để tô trong mắt và viên toàn thân bạn ấy. Vẽ xong bản Edward rồi đó các bé. Chúc các bé vẽ thật đẹp nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hôm nay chị sẽ hướng dẫn các bé vẽ bạn Baymax, một người bạn rất dễ thương và tốt bụng trong bộ phim hoạt hình Big Hero 6. Bây giờ chúng mình bắt đầu cùng vẽ thôi nào. Trước tiên, chị sẽ vẽ một hình chữ nhật lớn. Bên trong hình chữ nhật, chị kẻ 4 đường thẳng đứng và 3 đường nằm ngang.